Đây, cái bài tập của mình đây. Em nghe cái mic của Mấy tao người ta. Rồi bây giờ cái bài tập của cô cho là mình sẽ nghiên cứu về cái ROM. Mình tìm hiểu về cái ROM thì cái ROM mình sẽ có bốn bốn cái thành tố, đó là R, O, A và M. Ở đây mình có bốn bốn người thì mỗi người sẽ nói một thành tố được không ạ? Mỗi người sẽ nói một thành tố. À, sau đó thì mình sẽ nói sơ về cái những điểm cần lưu ý của thành tố đó, kèm theo là cái ứng dụng của cái ROM vào trong công việc của các chị luôn. À, mình nói xong, ví dụ như chị đầu tiên là chị Liên nha, chị Liên sẽ nói về cái chữ R được không ạ? Chữ R. Sau đó chị Minh sẽ nói về chữ O là cơ hội. À, chị Hà sẽ nói về chữ A là hành động, và Hồng sẽ nói vào chữ M là động lực, được không ạ? Được không ạ? Đó thì sau đó thì mỗi người sẽ nói xem là ứng dụng của cái mô hình ROM này trong cái công việc cuộc sống của mình thì có những cái ứng dụng gì. Các chị nghe ra kịp không ạ? Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên thì mời chị Liên ạ. À, chị Liên sẽ nói cái mô hình, cái chữ R đi ạ. À, chị hiểu như thế nào về chữ R? Chào cả nhà. Lên xin trình bày về chữ R trong cái ROM cho những nhà hàng bán hàng. Thì chữ R là một cái bước mà rất là quan trọng để có thể là đạt những cái mục tiêu thông minh trong bán hàng. Và cái mục tiêu thông minh tức là một mục tiêu mà cụ thể, cần phải có mục tiêu cụ thể để mình có thể cảm được cái mục tiêu đó, rồi cảm nhận được mục tiêu đó để mình hành động. Và cái mục tiêu cụ thể mình sẽ đưa ra là những cái con số chính xác là bao nhiêu. Ví dụ mục tiêu bán hàng trong cái tháng này mình đạt cái doanh số là 9% hay là hay là 12% gì đó có thể. Và khi có một cái mục tiêu đó thì mình phải hành động bằng mọi mọi giá, mỗi ngày mình hành động như thế nào để tới là cuối tháng là mình đạt được 9%, thì đó là cái chỉ số cụ thể ha. Hoặc là mình muốn kiếm bao nhiêu tiền thì 9% cũng là bao nhiêu tiền rồi thì quy ra, thì đó là cái chữ AR ha. AR mình phải đặt cái mục tiêu cụ thể và bằng con số cụ thể, và dựa vào cái mục tiêu đó cũng là một cái động lực. Mọi người có nghe rõ không ạ? Nghe đó chị, nghe rõ chị. Thì khi mà có cái con số cụ thể, có cái mục tiêu cụ thể rồi thì mình nó cũng là tạo cái động lực cho mình hành động, và mình động để mình đạt được cái mục tiêu đó, thì lúc đó mình cảm thấy là hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, và mình tiếp tục để ra mục tiêu cho cái tháng tới. Là mình là ra cái mục tiêu mà trong cái khả năng của mình nha, đừng có đặt mục tiêu quá lớn mà khả năng mình làm không được, mà mình giới không tới thì mình cũng không có làm được. Cái mục tiêu cũng không có nhỏ quá, cũng không lớn quá, mà vừa trong khả năng của mình. Và khi mà có mục tiêu rồi thì mình sẽ suy nghĩ dựa vào cái kiến thức hiểu biết của mình để mình làm thế nào đó mình tìm hiểu ở thị trường, rồi tìm hiểu cái đối tượng khách hàng cho dân đó. Thì đó là cái mục tiêu cái AR của Liên trình bày, là mỗi ngày mình thực hiện cái AR đó là cái kết quả như thế nào. Nếu kết quả không được thì mình phải suy nghĩ cái cách nào đó để mình tăng cái hành động lên, mà suy nghĩ cách nào đó để mình đạt được cái mục tiêu đó, là mình phải tự tin là mình làm được. Và Ok, cũng cảm phải ơn chị. có thời gian nha, Có thời thời gian gian. mình trong cuộc họp. Rồi rồi, đó là cái phần trình bày cái R của mình. Cảm ơn mọi người đã nghe. Yeah, cảm ơn chị Liên. Chị Minh với chị Hà có bổ sung gì cho phần trình bày của chị Liên không ạ?
Mời mấy chị bổ sung cái phần trình bày của Liên. Chị mở mic lên đi chị Liên, chị Minh với chị Hà mở mic lên đi ạ. Chị lỗi. Nó tự động nó tắt. À thế này nhá. Nó tự động tắt đấy. Đấy. Kết quả đó là cái mà ai cũng quan tâm. Thì làm thế nào để đạt được kết quả thì đó là điều tuyệt vời rồi. Và trong cái hướng dẫn của thầy như này là mà chị đã nói lại được như này thì tôi thấy rất là tuyệt vời. Tối hôm qua xem bài mãi 12 rưỡi mới đi nằm ngủ. Mới đi nằm. Lo lắng ngồi cũng không làm thành được. Bây giờ thấy chị làm này là tốt quá. Cảm ơn. Dạ. Chị Minh cứ góp ý không chị Minh ơi? Không. Ai? Còn diễn giải nhiều hơn của chị rồi. Sao chị góp ý được nữa? Cảm ơn chị Liên. Hôm nay chị Liên trình bày tuyệt vời luôn. À, như vậy mình đem tổng kết lại chút xíu, tức là cái phần kết quả, để có kết quả thì chúng ta phải đặt được cái mục tiêu. Thì cái mục tiêu thì thầy hay nói là mục tiêu SMART à, rồi mục tiêu thông minh á, SMART này tiếng Anh là thông minh à. Thì trong cái chữ SMART này tức là viết tắt của năm chữ đầu tiên chữ S, chữ S tức là cụ thể, thì chị Liên có nói cụ thể tuyệt vời. Chữ M là đo lường được tức là phải có con số này ạ. À. Đúng rồi, phải có con số, đo lường được tức là mình thực hiện được bao nhiêu con số rõ ràng. Thứ ba là có khả năng thực hiện được, là chữ A đó, là khả thi đó, là khả năng thực hiện được, quá tuyệt vời luôn. À, thứ R là thực tế tức là nó phải thực hiện được và mình phải có trong cái khả năng của mình. Được không ạ? À? Thì chỗ này chị thiếu cái chừng phần thực tế. Còn có chữ T là thời gian thì chị đã có thời gian cụ thể đây rồi, nên mình thiếu thêm một cái phần gọi là thực tế nữa là mình hoàn chỉnh chị ha. Mình thêm bổ sung thêm một cái thực tế nữa ha. Okay. Rồi ok chị. Cảm ơn chị Liên. Rồi em bổ sung vô đây nè. Đó, chưa? Là mình đủ, mình sẽ đặt mục tiêu nó phải theo SMART như thế này thì nó tuyệt vời được không ạ? Rồi ok chị Liên, cảm ơn chị Liên rất là nhiều, tuyệt vời quá. Rồi tiếp theo chữ chữ kế chữ R là chữ O đúng không ạ? Chữ O. Rồi chữ O là mời chị Minh sẽ trình bày cái phần chữ O. Rồi đây em kéo xuống chữ O nha. Rồi mời chị Minh. Xin chào mọi người. Mọi người có nghe rõ không? Rất rõ. Tuyệt vời. Cảm ơn bên cạnh nhé. Đến phần chữ O là ở đây là cơ hội. Cơ hội thì muốn đạt được cái cơ hội này thì ta phải phân loại. Phân loại ra danh khách, khách hàng, tiềm năng ra. Và ở khi phân loại này thì nó chia làm 3 nhóm. Nhóm nóng, nhóm ấm, nhóm lạnh. Trong chu trình này thì tập trung chính vào các nhóm nóng và ấm. Để ta thực hiện trước, sau đó mới đến nhóm lạnh sau. Xin mọi người bổ sung thêm đi ạ. Cái rất hay đó là đi tìm cái vị trí tìm cái thị trường tự nhiên từ những người xung quanh. Rồi để đến để mà cố gắng để đặt ra được cái dự án. Rồi ok, cảm ơn chị Minh tuyệt vời. Dạ, yeah, cảm ơn chị Hà. Chị Hà bổ sung thêm một cái nữa là mình phải 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 có một cái tìm cái thị trường đúng không ạ? Tìm một cái thị trường tự nhiên đúng không ạ? À, tức là mình phải có một cái thị trường tự nhiên. À, rồi chị Liên có ý kiến gì bổ sung không chị Liên ơi? Chị Liên thấy có đồng quan điểm với hai chị không? Tự nhiên là nhóm lạnh đó. Dạ. Rồi được rồi. Trường tự nhiên là nhóm lạnh đó. Tại vì cháu nó ngay cho nên là em đang để đâu đó thì em cứ chốt là tí nữa em phát xong. Rồi. Ok, cảm ơn chị Minh.
Tức là ở đây mình cũng nói khá là rõ, tức là khi cái phần cơ hội thì ở đây là cái chữ O là cơ hội, thì mình nhắm tới cái việc là chúng ta nhớ tới cái dự án 100 đúng không ạ? Để có cơ hội thì chúng ta nhắm tới cái dự án 100 trước. Thì trong cái dự án 100 này mình quan tâm, tức là mình phân loại cái khách hàng của mình ra làm 4 nhóm đúng không ạ? 4 nhóm thì chắc chắn chốt khách hàng hot và khách hàng ấm và khách hàng lạnh đúng không ạ? Dạ, đó. Thì trong đó mình quan tâm là ba cái nhóm chính mà trong gọi là thị trường tự nhiên của mình đó, là người thân của mình, bạn bè, đồng nghiệp nè. Được không ạ? Và nó có một cái ở đây nếu mà diễn giải kỹ ra thì chúng ta sẽ có ba bước. Có một cái bước nữa là các chị phải có một cái bước là mình làm thế nào để mình khiến họ mua được cái sản phẩm của mình, thì nó theo cái mô hình là lao là tức là bốn bước, bốn giai đoạn trong bán hàng á. Đúng không ạ? Sau khi mình xác định được là đối tượng khách hàng của mình rồi thì mình mới xác định là 12 bước bán hàng của mình đây nè, nó theo cái mô hình là lâu. Sau đó mình mới đặt những cái người này vào trong cái môi trường tự nhiên của mình. Được không ạ? Tuyệt vời. Chỗ này các chị có ý kiến gì thêm không ạ? Rồi, không có ý kiến gì thêm thì cảm ơn chị Minh rất là nhiều. Mình sẽ đi qua cái chữ kế tiếp được không ạ? Chữ kế tiếp đó là chữ A. Chữ A là mời chị Hà. Chữ A. Action. Action là hành động. Hành động. Đúng rồi. Hành động là rất quan trọng. Hành động ở đây là mình phải nhớ đến cái mẫu người ấy. Mẫu người hành động. Tức là luôn luôn tích cực, luôn luôn khám phá và luôn luôn thể hiện. Nếu mà không hoạt động thì xem như là cũng giống những người còn lại. Vậy là chúng ta quan tâm đến chữ A, có nghĩa là chúng ta phải thốt lên nghe đấy a đầu tiên ta dùng cái chữ a theo cái a mừng rỡ quá đó, để thể hiện một cái tinh thần tích cực. Thì ở đây dù trong cuộc sống hay là trong bán hàng hay trong tất cả cái gì thì ta luôn luôn nghĩ rằng đây là một cái điểm mấu chốt, điểm mấu chốt, cái tác phong rất là mạnh mẽ đấy. Thì ta phải hình dung một cái chung chung như thế nào. Thế thì ở đây hành động cụ thể là gì? Là đầu tiên là lập kế hoạch bán hàng ở hai giai đoạn, là giai đoạn tiếp cận và giai đoạn chốt đơn, kỹ thuật chốt đơn. Thế thì ở cái bước tiếp cận ấy thì ta phải gọi điện thoại hoặc là hẹn gặp trực tiếp và phải tạo ra một cái kịch bản tiếp cận. Cái kịch bản này tạo ra được càng chuẩn theo như bài giảng hôm trước ấy. Cái bài giảng này tôi phải xem lại rất nhiều lần. Cái lập được cái kịch bản tiếp cận được thì là đã xem như là công tác chuẩn bị là chiếm đến 80-90% rồi đó. Đó. Thì khi mà mình có được cái kịch bản rồi thì mình tiến hành kịch bản và sau đó mình sẽ đến cái chốt đơn và đối chạm. Thì cụ thể là gì? Chào hỏi, xin phép được nói chuyện. Giới thiệu tốt về bản thân, nêu rõ mục đích cuộc gặp mặt, cuộc gặp điện thoại, cuộc gọi, vì sao tôi gọi đó. Và tôi đưa ra và trong kịch bản này là phải đưa cho khách hàng một cái lịch hẹn với nhiều cái khoảng thời gian để khách lựa chọn. Rồi sau đó mình nếu như có cái sự từ chối mà mình phải đề phòng sự từ chối, thì khi gặp mỗi cái sự từ chối thì mình phải có những cái cách để mà xử lý sao cho nó uyển chuyển và họ thấy rằng mình là một người tích cực, mình là một người năng động, khá phát, đồng thời phù hợp với họ. Đấy, nghe qua cái giọng nói của họ nếu như đang điện thoại, hoặc nếu được gặp trực tiếp thì chúng ta hãy nhìn tác phong. Và đôi người đấy, sáng nay tôi có đọc Liên người được chọn ấy, và tôi rất cảm động về cái cách giới thiệu của cô ấy và cái mạnh mẽ. Thì mình thấy rằng là cái tiếp cận này phải nói là rất tuyệt vời. Thì chúng ta đang nói về cái gọi là sau khi chúng ta có cái kịch bản tiếp cận thì chúng ta sẽ đưa vào, ta đi tiếp đến bước 2, đó là kỹ thuật chốt đơn. Thì ở đây là dùng bút để chốt, đưa ra sự lựa chọn để chốt, rồi thách thức để chốt và đem ra cái tôi để chốt, và có thể đưa ra những vấn đề tiêu cực để chốt, hoặc là cảm thấy tội lỗi khi chốt, và lựa chọn cuối cùng để chốt, và dựa trên một cái sự đồng cảm để mà chốt. Thì đặc biệt ở chỗ đây là phải
giống như cái mẫu hình bán hàng thử săn ấy, phải rất là nhanh, phải rất là à, bởi vì đây đang nói về cái chốt mà, chốt đơn, có chốt được đơn thì cái đó mới bán được hàng, cho nên mình phải thể hiện bản thân hết sức như con cún con, chốt rồi phân tích ưu điểm nhược điểm, chốt nguyên tắc loại trừ, chốt đem ra quà tặng, chốt. Bước 3 là xem lại các nhóm danh sách khách hàng, rồi sau đó là tập trung vào 3 nhóm khách hàng là khách hàng ấm, khách hàng nóng, khách hàng ấm và khách hàng lạnh. Thì mình tôi hình dung trong cái action này có nghĩa là thể hiện bản thân mình một cách năng động nhất, tích cực nhất và hoạt ngôn nhất có thể, luôn luôn tươi vui, luôn luôn phấn khởi và luôn luôn thành công. Chúc mọi người thành công. Ok, cảm ơn chị Hà. Tuyệt vời. Chị Minh với chị Liên có bổ sung gì thêm không ạ? Ôi trời ơi, chị Minh còn đương phải ghi chép vào cái này. Cho mình cái này. Tuyệt vời quá rồi. À, tuyệt vời quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn chị Hà. Tuyệt vời. Dạ. Rồi chị Hà nói rất là nha. Chị Hà rất nói rất là xúc tích đúng không ạ? Kỹ năng giao tiếp quá là tốt đúng không ạ? Tức là mình tập trung cảm ở đây mình sẽ có. Dạ. 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 Rồi ok, mình sẽ đi qua bước cuối cùng. Cảm ơn chị Hà. Vâng ạ. Rồi bước cuối cùng là bước tạo động lực ạ. Thì cái đây Hồng nói nó hơi bị thiếu phần sơ dưới. Cái hình tạo động lực từ chỗ này là mình làm sao để mình thực hiện được. Mình phải đặt câu hỏi là tìm ra được cái lý do tại sao bạn muốn thực hiện được mục tiêu này. Và để thực hiện được mục tiêu này thì mình là phải làm gì. Thì cái động lực ở đây á, nó sẽ có hai cái động lực. Theo Hồng nghiên cứu thì nó có hai cái động lực ạ. Thứ nhất là động lực bên trong và động lực bên ngoài. Thì cái động lực bên trong á, động lực bên trong ở đây thì Hồng đọc qua cái bài giảng của thầy á, động lực bên trong thì chính là cái phần tư duy của mình. Thì tư duy của đúng mình rồi. Nó phần nào, tức là mình phải thiết lập được cái mục tiêu cho nó chính xác. Từ cái tư duy mình suy nghĩ, mình phải thiết lập được cái mục tiêu chính xác. Mục tiêu mà có chính xác thì mình mới đạt được, mới có cái thái độ và hành vi đúng đắn, mình mới dẫn được cái kết quả cao. Được không ạ? Đó là động lực bên trong. Nhất trí. Thứ hai là động lực bên ngoài. Thì động lực bên ngoài chính là cái nguồn khách hàng xung quanh của mình. Mà nãy giờ các chị có nói là có ba cái nhóm mình cần phải chú ý tới đó đúng không ạ? Đó là động lực bên ngoài của mình. Động lực bên ngoài của mình là có nhóm khách hàng nóng, nhóm khách hàng ấm và nhóm khách hàng lạnh, đúng không ạ? Đó là động lực bên ngoài của mình. Là mình phải tập trung mình tìm kiếm. Và trong đó có một cái mà thầy nói tới, đó là mình phải tìm kiếm những cái người gọi là người quan trọng trong cái nhóm khách hàng, những người xung quanh mình phải tìm kiếm được cái người quan trọng, tức là cái khách hàng VIP. Thì những người này sẽ là hỗ trợ mình và làm hệ thống cho mình để mình mở rộng thêm cái thị trường. Thì đó là cái phần gọi là động lực của trong cái ROM. Vâng. Được không ạ? Rồi chắc mình một chị nào có thể chia sẻ thêm là cái phần ứng dụng của ROM này trong cái cuộc sống công việc của các chị thì như thế nào được không ạ? Chắc mời chị Liên đi. Mời chị Liên ạ. Chị sau khi học cái mô hình ROM này, chị ứng dụng trong công việc của mình như thế nào ạ? Không biết nói sao hả chị? Tức là cái bài của mình, tức là cái ROM ở mình có 4 cái nội dung là: đầu tiên mình xác định mục tiêu, đúng không? Để xác định mục tiêu, sau đó mình phải xây dựng từ cái mục tiêu đó, mình phải xây dựng cái dự án 100, sau đó thì phải tiến tới chị hành động, và cuối cùng là chị phải có động lực ở bên trong thì cái mình sẽ có kết quả tốt. Đúng rồi. Cái phần này em Hồng trình bày đi, chị nghe chị học tập đi. em mời chị Minh đi, chị Minh với chị Hà ưu tiên cho các chị. À, học cái đây ấy, thì tôi thấy rất là hữu ích cho bản thân, đó là luôn luôn tìm kiếm cơ hội, luôn luôn tìm phải rất là tích cực và phải từ trong bản thân có những cái nỗ lực tích cực
thì sẽ cơ hội nó sẽ tới, cơ hội tới mà mình không hành động thì không ra được vấn đề đó. Thì khi cơ hội tới mình tích cực hành động và mình phải bằng cái nội lực bên trong đó, cùng với nội lực bên trong đó là đầu óc phải nghĩ đến cái ngoại lực bên ngoài, các cái đối tượng khách hàng, ba cái nhóm khách hàng là nóng, ấm và lành. Ta cứ mạnh dạn tích cực thì chúng ta sẽ có kết quả là R. Ừ. Vậy đó. Theo okay, tôi nghĩ là vậy đó. R, O, A, M. R là kết quả, O ừ. là cơ hội, A là hành động, M là nội lực, ngoại lực. Yeah. Hết. Tuyệt vời chị. Chị Minh ghi kiến gì không, chị Minh ơi? Chị Minh ghi kiến gì không chị Minh ơi? 21:10 rồi, kết thúc đi. Đang kết ghi thúc. Chết. Đang ghi chết. Thôi, bye bye đi. Rồi, thôi bye bye. Các okay, cái này mà. Các cái này thả vào nhóm nha. Dạ yeah, rồi, thả vào nhóm, vào nhóm. Tuyệt vời. Tao tạm biệt các chị đi xíu mình sẽ nghe thầy tổng kết. Rồi, bye bye các chị. Tạm biệt này. Rồi này. Chúng ta quay lại nhóm lớn kìa, hết giờ rồi. Dạ yeah, rồi, quay lại chị.